Suga, với qua mình là Linh đây. Rồi, trước khi đến clip ngày hôm nay thì mình có một cái gọi là câu hỏi nhỏ nhỏ dành cho anh em. Bữa nay mình sẽ chơi một bộ là bộ full bộ vũ khí mà nó có một cái điểm chung duy nhất, nếu anh em nào để theo dõi hay là để ý kỹ thì mới thấy nhá. Anh em sẽ comment phía bên dưới và nếu mà được thì anh em có thể comment cái gọi là luật chơi hay là vũ khí mà anh em muốn mình chơi sắp tới thì trong clip tới thì anh em sẽ được lên TV. Vậy thôi. Rất là để cho anh em có cái nghe gọi là quan tâm tí đúng không? Rồi, với sự trở lại của Long Kong Gold và một vũ khí cận chiến, mình thấy nó cực kỳ là lỗi em ạ. Cái sát thương cận chiến của cái thỏi vàng này nó quá là kinh dị, mình nghĩ là nó còn kinh dị hơn cái rìu rất là nhiều, bởi vì cái tốc độ chém của nó quá là nhanh, với cả là cái sát thương mà em có thể gây được trong ám sát ấy. Riêng cái dòng này thì anh em có thể là vừa chém vào lưng hay là chém vào đầu thì mình nghĩ là chém vào lưng nó còn đau hơn cơ. Thế là đây là cái điều đáng sợ nhất của vũ khí, kiểu anh em đi ám sát và đi móc lốp của chúng nó thì kiểu what the fuck, tại sao nó chết cái kiểu này đấy, rất là sợ luôn. Và lâu lắm không chơi thì lại lông công này. Ui giời, bắn trượt hết. Ủa vãi. Nó bị lag. Mấy nó thật nó to lên tự rơi. Chết rồi, còn về không kìa. Dạo này khốn nạn ở cái chỗ là anh em bắn xuống chân thì nó bay lên tận đầu cơ. Ủa. Tôi xong em rồi. Ủa vãi. Ui chạy được kìa. Nào qua đấy. Thôi chạy nhé em kịp này. May quá. Chết luôn. Đây, chỗ này có vẻ đứng ngon này. Mày lại một thằng. Ui. Chày cối. Ui tôi xong rồi. Chày cối thế mà mày vẫn được một cận chiến đấy em ạ. Được. Ngon thật phết. Cái dòng này bắn hơi khó bởi vì là nó nảy lắm, thực sự nó rất là nảy. Anh em phải một cái điều duy nhất ở trong là lưu ý trong khẩu súng này là anh em phải bắn một là vào người nó, hai là cũng phải vào người nó thì mới chơi được. Chứ thường thường anh em chơi súng giống súng hero đúng không? Súng hero thì anh em bắn xuống chân được, chứ cần lòng dòng này thì đừng đừng nhá. Em đừng bao giờ bắn xuống chân làm gì nhá. Nó nảy đi linh tinh mà không biết bao giờ trúng zom đâu. Ui, tôi xong rồi. À, một lũ lao vào rồi chết chết hết. Đến đây anh em có nhớ cái câu hỏi đầu tiên của mình không? Em có nhận ra cái điểm chung của những vũ khí mình chơi không? Đấy, tí nữa mình sẽ sâu, anh em không nếu mà để ý thì đấy. Một phát ám sát chết luôn kìa. Đầu game thì cái này không được mấy máu nhỉ, bắn được có mấy trăm thôi mà. Phải đến cuối game anh em, cuối game thì may ra một bắn trúng thì mất hơn 1000 máu tí. Các bạn chả thua lắm. Mình thấy một con nháy nhá. Ủa, à nó cận chiến rồi, nó cận chiến rồi. Ở đây đây, nó đây đây. Ôi, bạn chạy tí nữa thôi là mình gọi là với được bạn rồi. Ui, chết rồi kìa. Cái này cận chiến dễ nhỉ. Cái mà thấy nó đáng sợ đấy, kiểu nó rút rút ra rất là nhanh ấy. Nên là anh em chỉ cần cảm giác đủ sát thương cái thôi là anh em rút dao phát chém luôn. Nó chỉ trong một nốt nhạc thôi. Ui giời. Ui. Ủa má, nó đạn nó bay ở đây đây. Đạn nó phải bay rơi phải tọng phải rơi mấy lần rơi xuống đất thì may ra nó mới rơi xuống chân mình được. Sao mà nghe nó hack não nhỉ? À, khẩu súng hack não rồi mình còn nói nghe đau đầu vãi cái trời. Với cả là một cái nữa mình thấy là một một anh em so sánh rất là hay này, anh em so sánh cái long cong thường ấy, long cong thường với cả long cong gôn ấy. Nó khác biệt duy nhất là ở cái chỗ mà các thông số của nó ấy, thì là nó chỉ tăng thêm một viên đạn, tức là từ 8 viên đạn lên 9 viên đạn kiểu kiểu vậy. Nhưng mà thực ra thì nó có một cái điểm hơn nữa là nó bắn tốc độ xả đạn nó nhanh hơn, với cả là cái gì? À tốc độ xả đạn hình như vẫn vậy thôi, nhưng mà cái tốc độ thay đạn của nó nhanh hơn anh em ạ. Nhanh hơn đồ bình thường. Đây là cái điểm mình ngoài tăng đạn tăng nhưng mà tăng chẳng mấy đạn nhỉ. Đấy, nhưng mà cái này nó đẹp hơn chứ anh em ý. Cầm đồ gôn với đồ thường nó phải khác nhau chứ. Vũ khí Dubai phải như thế này. Đồ thường dành cho anh em sinh viên Việt Nam thôi. Đấy, nhiều khi phải đổi gió xong với thể loại đồ như thế này thì phải. Ui, mẹ. Đã. Ui, chắc cái lên này sẽ cố gắng đối to phát. Hôm qua mình chơi cái thỏi vàng này cầm không nha em ạ. Cầm không thôi mà cận chiến lên top bình thường luôn. Đua hình như mình nhớ không nhầm là có đua với cả shotgun FVIP đấy. Vẫn ăn được. Cái cận chiến nó quá kinh dị.
Không biết về sau về vũ khí cận chiến G-Vip nó như thế nào, chứ còn đồ gold như thế này nó mạnh quá thật. Sao người ta chú trọng vào đồ gold quá nhỉ? Úi giời, tham ăn cái tội tham ăn. Này, thấy mình bắn cái thanh niên ra định liếm luôn. Ai à, đau đấy. Này thì cái tội. Kiểu như là nó sợ mẹ ăn mất hàng ở trong cái chùa em nhớ. Đó. Thế là nó vào lao vào cận chiến nó làm gì đủ đam, mình bắn cái này làm sao nó đủ nhanh được. Bắn có mấy trăm máu phát này. Ok kìa. Ui. Nó cái luôn kìa. Chiến đấu. Ơi được K3 này. Có thêm cuối game vậy. Ôi mình xịt. Thơm thế. Ôi lấy to mày em ơi. Má thơm. Ngon đấy. Khó chơi thật. Thế này mình mới cầm CZ75 anh em ạ. CZ75 nơi cover nó tốt đi. Chứ còn anh em cầm cái loại long con không, mình nghĩ là mình không bắn nổi nó đâu. Phải thật. Để xem được bao nhiêu máu nhé. Ui trượt hết rồi. Không chung bên nào luôn. Đây đây. Ôi mình sẽ thử xem. Đây là 190 ATK rồi. Xem là tối đa là bao nhiêu. Giờ đây bạn ơi, chết đâu ấy. Bên phải bắn trúng người nó thì mới sát thương chuẩn này. Có K2 anh em ạ, được có 2K2 thôi. Ui. Easy. Chà. Ôi, 3 vụt. Con đấy nó mới hồi sinh đúng không? Đúng đúng 3 cái gõ vào lưng, gõ vào đít cái là chết luôn. Anh em nói hộ mình cái là cái vũ khí cận chiến nào nó có thể làm hơn được như cái con thỏi vàng này. Ui, nó hồi sinh kìa. Được không sao em, một sao nhưng mà có đấy hồi sinh đen đấy. Nó hồi sinh ngay lưng mình. Ok kìa. Chạy, chạy, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu. Lấy kiếm thêm vài con heo nữa để cho chắc chắc top. Còn em xem thì đừng quên like và cho mình cảm nhận nha. Rồi cái điểm mà em cái bộ combo hôm nay mình chơi có điểm chung duy nhất là nó có khả năng xem vũ khí. Nếu anh em mình để ý, nếu mà để ý thì kiểu như anh em tưởng mình chơi toàn đồ vàng đúng không, đồ gold ấy, nhưng mà thực ra không phải, chúng ta sẽ có một quả bom riêng, quả bom là quả bom SVIP. Nên là đây là cái điểm nó khiến anh em mình nghĩ là bị đánh lừa nhất. Đó, đây là cái câu trả lời của câu hỏi này. nó hơi buồn cười bởi cái câu hỏi đó có thể nào, nhưng mà phải nói là nếu anh em kiểu xem để ý kỹ hoặc là xem lâu lâu một chút thì mình biết được, chứ còn anh em xem kiểu chớp nhoáng hay là cơn mưa ngang qua làm sao mà hiểu đúng không? Đấy là quyền lợi của anh em khi mà xem lâu. Xem của mình ủng hộ mình. Ok. Này thì bị biến ngay mà, nhìn cái nó lừa mình rồi. Giờ mình già đầu đâm ra cáo rồi em ạ. Nào qua đây. À nó sợ. Có nhớ cầm theo cái thỏi vàng này đi tự tin hơn hẳn luôn. Bất kể loại súng gì luôn. Nhưng mà con đấy nó trâu quá, con đấy mình không biết là bắn bao giờ nó chết đi. 6.000, 7.000 máu mà anh em bắn một viên, thế phải hơn chục viên, hơn một chục viên mới giết được nó, sợ. Nào qua đây, này đi qua, ui. Ui, nó lây nhiếp được thằng khác rồi. Chá, chết một thằng kìa. Ui, cái kiểu này top chắc rồi. Hà đã thật. Thật ra mình bắn chỉ để cho làm màu thôi, thế anh em cận chiến không được. Thật là cái thỏi vàng nó như vậy rồi. Cái một cái phiên bản nước của thỏi vàng đó chính là cục gạch, cái cục gạch đấy. Nhưng nói cục gạch này nó lâu lắm mình không chơi loại đấy rồi. Úi giời. Ôi chắc mày quẩy nó ván này thôi. Nói chung là như vậy là vui rồi. Đấy, anh em nào mà comment hay trả lời nhanh nhất thì mình sẽ hay là mình chọn bất kỳ đi. Chứ không phải nhanh nhanh nhất đâu, mình sẽ chọn bất. Rồi. Từ từ đã. À, còn đây nó đuổi. Còn đây. Chứ không phải là nhanh nhất đâu, bởi vì nhiều anh em kiểu mạng chậm hay là đi học các thứ thì nó hơi bị bất thiệt thòi ấy. Úi dồi. Mình tí chị ấy. Nào ra đây. Úi, mình biết nó leo đường đấy rồi, mình cố chạy nữa rồi. Đi đường dưới là ngon rồi. Là anh em comment cái loại luật chơi hay là vũ khí chơi mà anh em muốn mình làm ở trong clip tới nhá. Yeah. Mày gọi một vẫn kịp này. Ghê mày.
Nào. À, có mấy con rau rồi, mấy con rau. Ui, hai thằng. Ui, chết chết kìa. Chó, ui. Ui. À, vật lộn với nó không giết được rồi. Ui, cảm ơn anh em đã theo dõi, chúc em một ngày vui vẻ. Yeah, bye, nhớ like của mình.